Question 148. In California, the homestead law provides protection against A. Mortgage payment liens, B. Judgment liens, C. Mechanics liens, D. Liens based on child support obligations. Correct answer is B. Judgment liens. A homestead refers to an owner-occupied property. In this state, the homestead law only protects against judgment liens. The protection can be attained by filing a homestead declaration with the county recorder, or by claiming the exemption after a judgment lien-based foreclosure on the homestead property has been filed. Câu 148. Tại California, luật về nhà ở quy định việc bảo vệ chống lại A. Vay thanh toán thế chấp, B. Quyền cầm giữ theo phán quyết, C. Quyền cầm giữ của thợ, D. Quyền lưu giữ dựa trên nghĩa vụ cấp dưỡng con cái. Câu trả lời đúng là B. Phán quyết thế chấp. Một ngôi nhà đề cập đến một tài sản do chủ sở hữu sử dụng. Ở tiểu bang này, luật về nhà ở chỉ bảo vệ chống lại quyền cầm giữ theo phán quyết. Sự bảo vệ có thể đạt được bằng cách nộp tờ khai về nhà ở cho cơ quan lưu trữ của quận hoặc bằng cách yêu cầu miễn trừ sau khi đã nộp đơn yêu cầu tịch thu tài sản nhà ở dựa trên phán quyết.